Kính chào quý bà con, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con dòng máy ép viên thức ăn chăn nuôi Takio TK150, sử dụng điện một pha 220V. Trong chăn nuôi, thức ăn chiếm khoảng 60-70% trong tổng chi phí. Vì vậy, giảm được chi phí thức ăn chăn nuôi là tăng lãi suất. Tự làm cám viên sẽ giảm được khoảng từ 20-40% so với mua cám công nghiệp đóng bao. Để tự làm cám viên, bà con chỉ cần sử dụng loại máy ép cám viên của công ty Takio là có thể tự làm cám cho gà, cho vịt, ngan, lợn, cá và các loại gia súc gia cầm ăn cám viên. Bà con nên tham khảo tất cả các loại máy trên thị trường để lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu chăn nuôi. Máy ép cám viên Takio sử dụng điện một pha gia đình là dòng máy tốt nhất trên thị trường hiện nay, bảo hành lên đến 18 tháng cho bà con. Máy ép cám thành viên từ nguyên liệu thô như ngô hạt, rau cỏ, cá tép, ốc nguyên con, bã bia, bã sắn, bã đậu nành làm thức ăn chăn nuôi gà, vịt, lợn. Máy nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, dễ vận hành. Dưới đây là video giao máy cho khách hàng. Anh cho rau muống hay là chuối nó nhiều nước quá? Chiếu là cũng được, tất cả các loại rau đều được cả. Nhưng mà chuối nó là cái thể quá nhiều nước. Cỏ này nó lại ít nước đúng không? Rau muống nó lại khác cái tỷ lệ nước mà tùy theo từng cái... Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.